Putin nói Nga không được mời tới hội nghị hòa bình, Moscow cảnh báo Kiev đối mặt thảm họa. Tại sao tương lai của Ukraine lại đang nằm trong tay ông Trump? Nga dùng vũ khí nguy hiểm tập kích nhà máy điện lớn nhất Kiev. Lý do tên lửa Iran có thể bắn trúng mục tiêu ở Israel dù bị gây nhiễu GPS cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh Toàn cảnh 24 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vừa rồi là những tóm lược trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp phía Belarus, ông Lukashenko. Trong cuộc gặp này, ông chủ điện Kremlin khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối giải pháp hòa bình cho những khác biệt với Ukraine. Đề cập tới hội nghị ở Thụy Sĩ trong thời gian tới, Tổng thống Putin cho biết ông cảm thấy buồn cười khi Thụy Sĩ không mời Nga, sau đó lại nói rằng không thể quyết định được gì nếu không có Moscow. Ở một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa nếu tiến hành chiến dịch phản công mới được Tổng thống Zelensky tiết lộ. Vừa qua, chính phủ Thụy Sĩ thông báo sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế cấp cao vào tháng 6 tới để giúp vạch ra con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine Nước này cũng bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó Nga có thể tham gia vào tiến trình hòa bình cho Ukraine. Ngoại trưởng Thụy Sĩ kế đó cho biết thư mời tham dự chính thức hội nghị sẽ được gửi đến hơn 100 nước nhưng không nói rõ liệu có Nga không. Trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 11 tháng 4 tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại tuyên bố Nga không nằm trong danh sách được mời. Ông nói, Thụy Sĩ không mời chúng tôi đến đó vì họ nghĩ rằng chúng tôi không có gì để làm ở đó, nhưng đồng thời họ lại nói không thể quyết định được điều gì nếu không có chúng tôi. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, nhà lãnh đạo Nga cho rằng điều này rất buồn cười. Trước đó vào hồi tháng 1 năm 2024, Thụy Sĩ từng đề cập việc tổ chức hội nghị hòa bình theo đề nghị của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và từ đó đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận với liên minh châu Âu EU, các nước thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng một số nước như Trung Quốc và Ấn Độ để tìm kiếm sự ủng hộ của những nước này. Trong thông báo mới Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ nêu rõ sáng kiến tổ chức hội nghị cấp cao liên quan đến tiến trình hòa bình Ukraine đã nhận được sự ủng hộ phù hợp từ nhiều nước. Hội nghị nhằm thiết lập khuôn khổ thuận lợi cho tiến trình hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như lộ trình vững chắc để đưa Nga tham gia tiến trình này. Giới chức Thụy Sĩ chưa công bố danh sách đầy đủ các bên tham gia hội nghị sắp tới. Trong khi đó, truyền thông Thụy Sĩ đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị. Ở một diễn biến khác liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra hết sức căng thẳng, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo quân đội Ukraine sẽ hứng chịu thảm họa nếu tiến hành chiến dịch phản công mới được Tổng thống Zelensky tiết lộ. Tuyên bố được quan chức quốc phòng Nga đưa ra khi được đề nghị bình luận về phát biểu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine đang có kế hoạch mở chiến dịch phản công mới trong năm 2024. Theo quan chức này, ông Zelensky dường như kỳ vọng phương Tây sẽ cung cấp vũ khí cho hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine sắp được huy động để mở đợt phản công mới. Tuy nhiên, ông chỉ ra bản thân Mỹ và các đồng minh cũng đang cạn kiệt kho vũ khí và phải rút bớt từ nguồn dự trữ của mình để viện trợ Ukraine. Với cách thức xây dựng kế hoạch tác chiến như vậy, cuộc phản công mới của Tổng thống Zelensky sẽ trở thành thảm họa toàn diện, dẫn tới thất bại cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine. Quan chức Nga nói như vậy và thêm rằng kịch bản này có thể mở ra con đường hòa bình có lợi cho Nga. Gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine nằm trong dự luật viện trợ trị giá hơn 96 tỷ đô la Mỹ mà Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ nắm quyền thông qua. Theo dự luật, ngoài 1 phần 3 số tiền được sử dụng cho quân đội Mỹ, Ukraine sẽ có gần 14 tỷ đô la Mỹ phục vụ việc mua vũ khí, đạn dược và gần 15 tỷ đô la Mỹ cho các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm huấn luyện quân sự và chia sẻ thông tin tình báo. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các hoạt động cơ bản của chính phủ Kiev và giúp đỡ những người dân Ukraine đang phải di tản vì giao tranh chính quyền ông Biden đã kỳ vọng dự luật viện trợ sẽ giúp đồng minh Ukraine tiếp tục trụ vững trong cuộc giao tranh với Nga. Tuy nhiên, khi được trình tại Hạ viện, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, dự luật này đã bị đóng băng suốt gần 2 tháng do quyền hợp thức hóa các dự luật ngân sách thuộc về cơ quan này. Không nên viện trợ thêm một xu nào cho Ukraine là quan điểm của cựu Tổng thống Donald Trump trong việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev và Moscow suốt 2 năm qua. Quan điểm cứng rắn và sức ảnh hưởng lớn của cựu Tổng thống Mỹ có lẽ đã trở thành kim chỉ nam cho Hạ viện nước này trong quá trình xem xét dự luật viện trợ. Hiện nay, quan điểm của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa về vấn đề Ukraine vô cùng khác biệt. Trong khi Đảng Dân Chủ cho rằng hậu thuẫn cho Ukraine sẽ giúp Mỹ giữ vững tuyến phòng thủ trước Nga, một hành động cần thiết để đảm bảo chủ quyền quốc gia, thì Đảng Cộng Hòa lại ưu tiên việc tăng cường an ninh biên giới và giải quyết các vấn đề nội sinh trong lòng nước Mỹ. Sự khác biệt trong quan điểm chính là nguyên nhân chính khiến gói cứu trợ Ukraine vẫn đang bị mắc kẹt tại Hạ viện trước tình hình giao tranh ở Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt, khiến Tổng thống Zelensky phải khẩn thiết cầu cứu. Lãnh đạo phe đa số đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer lại một lần nữa lên tiếng kêu gọi Hạ viện thông qua gói viện trợ trị giá hơn 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev. Ông Schumer nhấn mạnh, những người bạn của chúng ta ở Ukraine đang chiến đấu và chết trên chiến trường mà không có sự hỗ trợ. Khác với thái độ cứng rắn vào hai tháng trước, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có vẻ đã mềm lòng và cởi mở hơn về khả năng sẽ thông qua gói viện trợ cho Ukraine sau thỏa thuận chung với Đảng Dân Chủ hồi cuối tháng 3 nhằm cứu chính phủ Mỹ khỏi nguy cơ đóng cửa. Tuy nhiên, câu trả lời của Hạ viện vẫn là không, khi cựu Tổng thống Trump và phần đông các hạ nghị sĩ khác vẫn kiên quyết phản đối. Một trong những đồng minh thân cận của cựu Tổng thống, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene thậm chí đã đưa ra cảnh báo sẽ kích hoạt cuộc bỏ phiếu phế chuất ông Johnson khỏi chức Chủ tịch Hạ viện nếu ông tán thành dự luật. Bà nói, nguồn tài trợ của Ukraine phải chấm dứt chúng tôi không chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở biên giới của mình và tôi đã nói rõ điều đó với Chủ tịch Hạ viện Johnson. Hiện nay, quân đội Ukraine đang thất thế và liên tục phải rút lui trên chiến trường. Quân đội nước này đang phải chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn cả về nhân lực lẫn vật lực. Các quan chức Ukraine hiện cũng đang kêu gọi nữ giới tham gia quân đội, hạ độ tuổi nhập ngũ và xem xét cho phép tù nhân phục vụ quân ngũ nhằm bổ sung lực lượng tiền tuyến cho Ukraine. Tình thế của Ukraine ngày càng cam go. Khi nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây cũng đang giảm dần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục viện trợ cho Ukraine, thậm chí trực tiếp điện đàm với chủ tịch Hạ viện để thảo luận về việc thông qua gói viện trợ. Ông Zelensky đã đưa ra cảnh báo rằng cuộc xung đột sẽ thất bại nếu Mỹ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến khả năng Ukraine sẽ buộc phải rút lui từng bước nếu nguồn viện trợ cạn kiệt dần. Tư lệnh tối cao có lực lượng NATO tại châu Âu Christopher Cavoli cũng lên tiếng ủng hộ Tổng thống Zelensky và cảnh báo nguy cơ thất bại của Ukraine là rất cao. Theo nhiều chuyên gia, việc Đảng Cộng hòa phong tỏa nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine đang đe dọa đến uy tín toàn cầu và danh tiếng của Mỹ với tư cách là một quốc gia ủng hộ các nền dân chủ. Nhưng có vẻ đây không phải là vấn đề lớn đối với cựu Tổng thống Trump. Trong một tuyên bố mới đây, ông Trump hứa sẽ chấm dứt giao tranh trong vòng 24 giờ nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump cũng đề cập đến các giải pháp hòa bình thay vì tiếp tục viện trợ quân sự bao gồm việc kêu gọi Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt giao tranh. Tổng thống Nga Putin nói các cuộc tập kích gần đây vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch phi quân sự hóa của Moscow và cho rằng có thể gây hậu quả cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine bằng cách này. Ông Putin nói thêm rằng các cuộc tập kích cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu khi xung đột đã bước sang năm thứ ba. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi gần đây chứng kiến loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình và buộc phải đáp trả. Lãnh đạo Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm chế các cuộc tập kích như vậy vào Ukraine trong mùa đông năm ngoái vì lý do nhân đạo. Trong cuộc tập kích gần đây, theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào hạ tầng năng lượng, nhiên liệu của Ukraine ở năm tỉnh gồm Kiev, Odessa, Lviv, Zaporizhia, Kharkov. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực Kiev làm hư hại cơ sở hạ tầng điện ở các vùng khác. Điều này gây thêm sức ép lên hệ thống điện vốn căng thẳng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó viết trên Telegram lên án các cuộc tấn công từ phía Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng lặp lại lời kêu gọi viện trợ thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Kuleba nói, chỉ có một yêu cầu duy nhất là hãy cho chúng tôi hệ thống Patriot. Nếu có Patriot, chúng tôi đã không chịu thiệt hại nặng nề trong vụ tấn công vừa qua. Theo các quan chức Ukraine, các cuộc tấn công năm nay của Nga gây thiệt hại cho Ukraine nghiêm trọng hơn so với mùa đông năm 2022-2023. Các quan chức này cho rằng mục đích tập kích đường không của Nga là gây thiệt hại vĩnh viễn, không thể khắc phục. Nga đã tấn công 7 nhà máy nhiệt điện trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3. Tất cả đều ở các khu vực bên ngoài thủ đô Kiev, nơi có hệ thống phòng không tốt nhất cả nước. Tên lửa của Nga cũng tấn công hai nhà máy thủy điện. Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện nhưng các quan chức cho biết một số nhà máy gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraina trong mùa đông năm 2022-2023 khiến hàng triệu người dân nước láng giềng sống trong cảnh thiếu điện và hệ thống sưởi ấm trong thời gian dài. Mùa đông năm ngoái, lưới điện của Ukraina ít bị ảnh hưởng hơn cho tới khi Nga phát động làn sóng tấn công hạ tầng năng lượng mới từ đầu tháng 3 năm nay các lực lượng của Nga đang tiếp tục đạt được thành quả ở mặt trận phía đông Ukraine trong những tuần qua sau khi kiểm soát thành phố chiến lược Adipka. Đa số sức ép đối với lực lượng phòng thủ Ukraine đến từ bom lượn của Nga. Loại đạn cơ lớn có thể tạo ra miệng hố sâu 6 mét và rộng 20 mét với bán kính phá hủy vài trăm mét. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba gần đây cho biết Nga đã thả khoảng 700 quả bom lượn chỉ trong một tuần và cách duy nhất để đối phó với chúng là bắn hạ các chiến đấu cơ triển khai phương tiện này. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại London cho hay, Nga đang sử dụng bom lượn cùng với đạn tấn công trực tiếp với số lượng lớn để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các quả bom lượn vốn là đạn quan tính, được trang bị thêm cánh để tăng tầm hoạt động. Tuy nhiên, IISS gần đây cho biết Nga đã phát triển một loại bom lượn thông minh hơn do vệ tinh dẫn đường. Lực lượng mặt đất Nga hiện nay đã nối lại nỗ lực tấn công về phía Tây từ Bắc Mút, thành phố họ giành được vào tháng 5 năm ngoái. Mục tiêu chiến lược dường như là Ra, thị trấn cách Bắc Mút 5 km về phía Tây. Việc giành được Ra sẽ tạo điều kiện cho cuộc tiến công của Nga về phía các đô thị trung tâm lớn nhất còn lại của Donetsk là Slovyansk và Kramatos. Một cuộc tấn công của Nga vừa qua đã tiến về phía Budanipka, nằm giữa Bắc Mút và Chasubzha. Ra cũng là một trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Trước đó, ông Oleg Kalashnikov, người phát ngôn một lữ đoàn của Ukraine triển khai trong khu vực cho biết Tình hình ở đây rất khó khăn và căng thẳng. Theo ông Kalashnikov, nga đang cố gắng tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào các thị trấn Budanivka và Ivanivske bên ngoài ra Ông Kalashnikov cảnh báo nếu nga giành được thị trấn ra nước này có thể dội bom vào Kostiantynivka cách đó 10 km về phía tây nam. Ông Kalashnikov nói đối phương có thể đe dọa đến các tuyến hậu cần giữa Kostiantynivka, Slovians và Kramatorsk đồng thời cho biết Slovians và Kramatos có thể bị tấn công trực tiếp. Hướng tiến công đáng chú ý còn lại của Nga là phía tây Adipka, nơi các lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát làng Karasnohoripka. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Swisky, đã miêu tả tình hình quanh Bakhmut và Adipka là đặc biệt khó khăn. Ông Swisky nói, các cuộc giao tranh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn trong các khu vực của Pervomaiske cũng như Chasubza nơi đối phương đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của quân đội chúng ta. Philip O'Brien, giáo sư về chiến lược tại Đại học San Andrew cho hay, hiện các cuộc tấn công của Nga dường như đang cố gắng khiến hệ thống phòng không của Ukraine tiêu hao nhiều nhất có thể ở Kiev và sau đó mở rộng chiến lược với phần còn lại của đất nước. Sau đó, khi Ukraine giảm cơ bản hệ thống phòng không ở Kharkov xuống mức thấp nhất có thể, Moscow sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này. Nga đã nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bằng cách tăng cường các cuộc tấn công tên lửa, UAV và bom lượn trong những tuần gần đây. Sau các cuộc tấn công, Tổng thống Zelensky tiết lộ tình hình ở Kharkov rất khắc nghiệt và cho biết Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường nhắm vào thành phố này gần như hàng ngày. Giới chức Ukraine cho biết, Nga đã mở đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV đánh trúng các cơ sở năng lượng tại ít nhất 5 tỉnh. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây thông báo, lực lượng Nga vượt qua phòng hơn 40 tên lửa và 40 máy bay không người lái UAV nhằm vào Ukraine, đồng thời cho biết phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn nhưng để lọt một số UAV Gran-2 và tên lửa. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga dùng tổng cộng 82 tên lửa và UAV trong trận tập kích. Phòng không Ukraine hạ 18 tên lửa và 39 UAV trong số này. Các trạm biến áp và cơ sở sản xuất điện thuộc công ty Urenego ở tỉnh Odessa, Kharkov, Zaporizhia, Lviv và Kiev đã bị trúng đòn tập kích ít nhất 10 tên lửa nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine và cách biên giới Nga khoảng 30 km. Trợ lý Tổng thống Oleksiy Kuleba cho biết tỉnh Kharkov phải cắt điện của 200.000 hộ dân sau trận tập kích. Maxim Kozitsky, tỉnh trưởng Lviv, nói Nga tập kích một cơ sở phân phối khí đốt và một trạm biến áp tại đây bằng nhiều loại tên lửa hành trình và UAV. Ông Kozitsky nói, hỏa hoạn bùng lên sau trận không kích, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. DTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo hai nhà máy điện của hãng chịu thêm hư hại nghiêm trọng. Các cơ sở sản xuất điện của DTEK từ cuối tháng 3 nhiều lần hứng những trận tập kích tồi tệ nhất sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, khiến công ty này mất khoảng 80% công suất phát điện. Công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz cho biết hai cơ sở lưu trữ khí đốt của họ cũng bị Nga nhắm mục tiêu. Giới chức Ukraine chưa công bố thương vong liên quan vụ tập kích mới nhất của lực lượng Nga. Theo Financial Times, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và những tổn thất ký ép đang phải hứng chịu trong các đợt tấn công của Moscow nặng nề hơn trong giai đoạn năm 2022-2023. Thay vì tiến hành pháo kích trên diện rộng, lực lượng Nga tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào các nhà máy điện ở những khu vực không có hệ thống phòng thủ vững chắc. Một điểm khác biệt so với các cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái là Moscow bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chính xác đắt tiền. Andriy Herod, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Ukraine về năng lượng cho biết, trong cuộc tấn công gần đây vào một nhà máy nhiệt điện than, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Theo đại diện tình báo quân đội Ukraine, Andriy Cherniak, Nga cũng sử dụng một số lượng lớn UAV như một phương tiện tấn công giá rẻ hơn. Bộ trưởng năng lượng Ukraine, German Galuchenko thừa nhận rằng các cuộc tấn công gần đây của Nga là đợt tập kích dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Ông Galuchenko nói rằng Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây. Trong những ngày gần đây, Nga liên tục tấn công vào khu vực Kharkov bằng tên lửa, UAV và đạn pháo. Trong khi Ukraine đang chờ đợi nguồn viện trợ quân sự từ các quốc gia phương Tây, Moscow đã tăng cường dội hỏa lực vào các mục tiêu của Kiev, bao gồm cả việc sử dụng bom lượn được cải tiến. Theo báo Kiev Independent, sáng ngày 11 tháng 4, các máy bay của Nga đã xuất kích tấn công vào hạ tầng năng lượng ở 5 tỉnh, Kharkov, Kiev, Zaporizhia, Odessa và Elvov của Ukraine những tiếng nổ lớn dội lên ở Kharkov vào khoảng 5 giờ sáng. Nga tập kích khu vực này ít nhất 10 lần, gây hư hại cho các hạ tầng quan trọng ở địa phương. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư bằng tên lửa, bom lượn và máy bay không người lái. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sitsky cho rằng Nga có thể đưa quân vào Kharkov một lần nữa và lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện mọi biện pháp để ứng phó trước kịch bản như vậy ngoài Kharkov, Nga tiếp tục tập kích các thành phố quan trọng của Ukraine, đặc biệt nhằm đến hạ tầng năng lượng ở Lviv, Odessa, Zaporizhia cũng bị tấn công, nhưng hiện tại không ghi nhận thương vong. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình hình rất nghiêm trọng và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải có thêm hệ thống phòng không để bảo vệ Ukraine. Tuy nhiên, gói hỗ trợ quân sự của Mỹ vẫn bế tắc tại Quốc hội và hiện chưa rõ liệu khi nào mới đến tay Kiev. Ngay cả khi viện trợ không bị trì hoãn, vẫn chưa rõ liệu Mỹ có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của Ukraine hay không. Kiev đang yêu cầu có thêm nhiều hệ thống Patriot để bảo vệ các thành phố của mình. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết nước này cần 25 tổ hợp phòng không Patriot để cùng cố các thành phố, tiền tuyến cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự. Ở diễn biến khác, hãng thông tấn TASS đưa tin quân đội Ukraine đang đưa quân tiếp viện tới Rabotino nhằm mục đích nối lại các cuộc phản công trước lực lượng Nga. Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia cho biết, lực lượng dự bị đang được tái triển khai đến khu vực phía Bắc Rabotino, vùng Zaporizhia, rất có thể là để tiếp tục các cuộc tấn công và phản công. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng Ukraine có thể điều động lực lượng này nhằm tăng cường phòng thủ. Giờ đây, quân đội Ukraine đang tích cực xây dựng tuyến phòng thủ ở khu vực Orekhov và Malaya Tomashka, một lượng lớn thiết bị và lực lượng đã được chuyển đến đó. Hồi cuối tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành được chỗ đứng ở Rabotino, còn lực lượng Ukraine đã không thành công khi cố gắng giành lại các vị trí đã mất bằng cách chuyển quân tiếp viện đến khu vực này. Phi đội máy bay tác chiến Su-25 của Nga đã hoàn thành cuộc xuất kích tấn công vào nhiều vị trí quan trọng của Ukraine ở Donbass. Một phi công Su-25 tuyên bố sau khi kết thúc nhiệm vụ rằng nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, các phi hành đoàn đã triển khai mục tiêu giả, gây nhầm lẫn cho lực lượng phòng không tầm nhiệt của đối phương. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất chủ yếu được sử dụng cho các chiến dịch hỗ trợ không lực tầm gần, chống du kích và yểm trợ trên không cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB. Tiêm kích này có khả năng chống chịu hỏa lực từ mặt đất và mang nhiều loại vũ khí từ bom, tên lửa cho tới pháo cỡ nòng 30mm. Với tên lửa dẫn đường, Su-25 hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu bọc thép. Trong kế hoạch quân sự ở Ukraine, Nga thường sử dụng cường kích Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến. Tiêm kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Su-34 đã tiến hành tấn công và phá hủy các tiền đồn của Ukraine gần phía nam Donetsk bằng cách sử dụng bom lượn FAB-500. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các phi đội của máy bay chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện nhiệm vụ tấn công các đơn vị Ukraine trong khu vực diễn ra kế hoạch quân sự. Tiền đồn và các đơn vị của đối phương ở vùng lân cận Nam Donetsk đã bị ném bom. Theo Sputnik, cuộc tấn công là lời cảnh báo gay gắt tới Ukraine rằng các lực lượng nước này tại Donbass có thể sớm phải rút lui. Các lực lượng Nga đã sử dụng bom lượn FAB-500 được trang bị các mô đun cánh và hệ thống định vị chuyên dụng tiến hành các cuộc tấn công ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không đối phương. Bằng cách sử dụng loại vũ khí mạnh mẽ này, máy bay ném bom Su-34 có thể trở về vị trí an toàn sau khi tiến hành các cuộc tấn công. Trước đó, truyền thông phương Tây đã bày tỏ quan ngại về việc lực lượng không quân Nga liên tục tấn công các vị trí của Ukraine bằng hơn 100 quả bom mỗi ngày. Tờ Washington Post nhận định, cùng với máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh bom lượn đã bổ sung thêm hỏa lực cho kế hoạch quân sự của Nga. Ở diễn biến khác, tờ Pravda gần đây dẫn nguồn tin tình báo cho biết, hai máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một trung tâm huấn luyện hàng không của Nga ở thành phố Borisoglev thuộc tỉnh Vorones. Đây là một hoạt động do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine thực hiện. Thống đốc tỉnh Vorones Alexander Gusev cho biết, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái trên khu vực. Thông tin sơ bộ cho thấy không có thương vong quan chức này không tiết lộ khu vực đánh chặn máy bay không người lái. Trong khi đó, các kênh Telegram của Nga chia sẻ video về vụ tấn công, xác nhận hai máy bay không người lái đã tấn công trung tâm huấn luyện hàng không Chkalov ở Borisoglev. Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga trong những tuần gần đây. Đầu tháng này, một hoạt động chung của tình báo quốc phòng và lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã tấn công các sân bay Yezhys, Engels 2 và Kursk của Nga. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmitry Peletanchak cho biết một chiếc trực thăng Ka-27 của Nga đã bị bắn rơi ở Crimea. Tuy nhiên, trong bài đăng trên Facebook, người phát ngôn Pletenchak đã không cung cấp thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả loại vũ khí được dùng để bắn rơi chiếc trực thăng. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không đề cập đến việc bắn rơi bất cứ chiếc trực thăng nào. Ka-27, nguyên bản là mẫu máy bay trực thăng chống ngầm được NATO gọi là Helix, Oxen. Công việc thiết kế KA27 bắt đầu từ thập niên 1970 và đến năm 1973 nguyên mẫu cất cánh lần đầu tiên. Từ nguyên mẫu, nhiều phiên bản KA27 đã ra đời, gồm cả máy bay tìm kiếm cứu hộ loại thường và loại có vũ trang như phiên bản xuất khẩu KA28, máy bay trực thăng vận tải trên biển KA29 và phiên bản dân sự KA32. Một phi đội lái KA27 bao gồm từ 1 đến 2 phi công và từ 2 đến 3 chuyên gia máy bay có thể mang được tối đa 5,5 tấn hàng hóa. Giống như nhiều trực thăng ca mốc khác, KA-27 được trang bị hai cánh quạt đồng trục nên không cần cánh quạt đuôi. KA-27 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m cùng hai cánh quạt chính có đường kính 15,8m. Tốc độ tối đa có thể đạt được là 270 km h và tầm hoạt động là 980 km. Vũ khí tấn công tàu ngầm chính của KA-27 gồm ngư lôi hoặc phao thủy âm. Viên bản Ka-29 còn có thêm súng máy GSHG 7,62 gắn phía trước với 1.800 viên đạn, một pháo 2A42 30mm với 250 viên đạn, thêm 4 mấu cứng để treo bom, ống phóng đạn phản lực hoặc đạn tự hành. Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Katerina Chernohorenko cho biết nước này đang phát triển drone tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động lao vào mục tiêu. Quan chức này cho biết mẫu thiết bị bay không người lái, drone mới của nước này dựa trên công nghệ điều hướng khớp ảnh. Nó sử dụng hệ thống dẫn đường thông qua nhận diện hình ảnh, cho phép nó có thể tự động săn tìm và tập kích mục tiêu. Theo quan chức Ukraine, tổ lái sẽ phóng và điều khiển chiếc drone một cách bình thường cho đến khi nó đến gần mục tiêu trong phạm vi bán kính hơn 1 km. Khi đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trên hệ thống dẫn đường sẽ chiếm quyền vận hành và tự động lái chiếc drone lao vào mục tiêu. Nhờ công nghệ này, drone cảm tử của Ukraine sẽ khó bị tác chiến điện tử của Nga đánh chặn hơn, cũng như có thể được triển khai từ xa tiền tuyến hơn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, dự án phát triển mẫu drone này đang được Ukraine tiến hành dưới hình thức liên doanh với các thành viên trong liên minh drone do Anh, Latvia dẫn đầu và đã nhận được hơn 250 triệu đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ nhóm. Ukraine gần đây đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực drone và đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ. Để duy trì cường độ tấn công, Moscow được cho là đã khai thác đáng kể kho dự trữ tên lửa, đồng thời nỗ lực tìm kiếm nguồn cung, thậm chí nhập khẩu từ các quốc gia khác. Theo giới phân tích, tấn công bằng tên lửa vẫn là một trong những chiến thuật chính của Nga và Moscow sẽ không có nguy cơ sớm cạn kiệt nguồn cung bất chấp thách thức kể trên. Mới đây, Defense Express đưa tin, Nga đã dùng tên lửa hành trình KH-69 mới được chế tạo trong vụ tập kích nhà máy Chipinska hôm 11 tháng 4, khiến nhà máy điện có công suất lớn nhất vùng Kiev bị san phẳng. Giới chức Ukraine được cho đã phát hiện ra mảnh vỡ của tên lửa này ở hiện trường. Đây không phải là lần đầu KH-69 được sử dụng ở Ukraine. Trước đó vào tháng 2, Nga có thể đã sử dụng tên lửa hành trình KH-69 mới nhất trong cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine. Thời điểm đó, mạng xã hội Ukraine đã lan truyền hình ảnh mảnh vỡ, được cho là tên lửa KH-69 của Nga bị lực lượng Ukraine bắn hạ. Theo các nguồn tin Ukraine, tên lửa mới của Nga thuộc dòng không đối đất và có đặc điểm tương tự như tên lửa Storm Shadow của phương Tây. Đặc biệt, tên lửa là một phần trong hệ thống vũ khí của tiêm kích Su-57. Điều này không loại trừ khả năng Nga đã triển khai siêu tiêm kích Su-57 trong cuộc xung đột hiện tại. Thời điểm đó, giới chức Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Theo Defense Express, dù tốc độ của tên lửa này không nhanh bằng và có đầu đạn nhỏ hơn tên lửa siêu vật âm Kinza, nhưng với Ukraine, KH-69 mang lại mối đe dọa lớn hơn, được xem là nguy hiểm hơn. Thứ nhất, nó đã thể hiện hiệu quả trong cuộc tấn công khi phá hủy Chibiska, một trong những nhà máy điện quan trọng của Kiev mà Ukraine đã dồn nhiều nguồn lực để bảo vệ trong thời gian qua. Một phần nguyên nhân đến từ việc Ukraine đang cạn kiệt tên lửa phòng không, khiến việc ngăn cản tên lửa trở nên không hiệu quả. Thứ hai, máy bay phóng ra KH-69 là các dòng Su-34, Su-35 và Su-57. Vì vậy, các vụ tấn công sử dụng KH-69 khó bị phát hiện sớm. Ngoài ra, vì Nga có số lượng lớn Su-34, Su-35 nên họ có thể tấn công quy mô lớn tên lửa Kh-69 vào Ukraine, gây ra hiệu quả tàn phá nghiêm trọng hơn so với việc sử dụng số lượng có giới hạn Kinza cho các mục tiêu quan trọng hàng đầu. Defense Express lưu ý rằng các tên lửa Kh-69 mà Nga sử dụng dường như mới là bản thử nghiệm, chưa đi vào sản xuất hàng loạt, nên hiện chưa rõ Nga có bao nhiêu vũ khí loại này. Tên lửa Kh-69 được Nga phát triển từ nhiều năm trước, tuy nhiên Cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đòi hỏi nhu cầu về vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, dẫn tới quá trình phát triển và sản xuất tên lửa đã được đẩy nhanh. Tên lửa có khối lượng 710 kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 310 kg, tầm bắn lên đến 290 km và tốc độ tối đa từ 700 đến 1.000 km/h. Các chuyên gia phương Tây nhận định rằng, so với một số loại vũ khí chiến thuật phóng từ trên không khác của Nga, đặc biệt là bom lượn hiện đang được sử dụng rộng rãi, Kh-69 mang lại bước nhảy vọt đáng kể về khả năng tên lửa mới đem lại độ chính xác cao, tầm bắn và khả năng tấn công đáng kể. Tầm bắn của KH-69 cũng sẽ cho phép bắn trúng nhiều mục tiêu, ngay cả khi được phóng từ trong không phận Nga. Theo tờ Kiev Post Ukraine, Ukraine đang trong một cuộc chạy đua khốc liệt để trở thành nước đầu tiên triển khai hàng loạt các máy bay không người lái UAV cực kỳ tiên tiến trong cuộc đối đầu với các lực lượng Nga. Nếu Ukraine thua trong cuộc đua quan trọng này, các chuyên gia lo ngại rằng điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến những thất bại đáng kể trên chiến trường và mức độ thương vong cao cho Ukraine. Máy bay không người lái thông minh sử dụng AI để nâng cao năng lực cũng có thể mang lại cho Nga lợi thế công nghệ lớn trên chiến trường so với phương Tây. Do đó, các chuyên gia cho rằng phương Tây đang tích cực để giúp Ukraine và tăng cường năng lực máy bay không người lái của mình. Đồng sáng lập Gwyn Hornets, Demitro Prodaniuk, nhà sản xuất máy bay không người lái phi lợi nhuận của Ukraine cho biết, sẽ là một thảm họa khi Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt loại máy bay này. Trong khi đó, chúng tôi thiếu vốn để phát triển chúng một cách nhanh chóng. Đó là một vấn đề lớn, Ukraine cần được giúp đỡ. Thách thức trên không chỉ dành cho Ukraine. Một nhà phân tích quân sự phương Tây nói, lực lượng trên bộ của NATO không có khả năng hoặc kinh nghiệm để hoạt động trong một chiến trường tràn ngập máy bay không người lái. Trong một cuộc chiến trên bộ với NATO, các máy bay không người lái của Nga sẽ áp đảo và gây ra nhiều thiệt hại. Máy bay không người lái sử dụng công nghệ AI hoặc học máy để giúp người điều khiển nhanh chóng xác định mục tiêu và sau đó tấn công bằng hướng dẫn tự động giống như tên lửa bắn và quên, khóa mục tiêu được chỉ định và tự động tấn công mà không cần sự can thiệp của con người. Những máy bay không người lái thông minh như vậy có thể được chế tạo để hầu như không bị tác động bởi chiến tranh điện tử và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Ông Pro Daniuk cho biết, tỷ lệ tấn công thành công của máy bay không người lái tấn công cỡ nhỏ có thể tăng từ 30% hiện tại lên 80 hoặc 90%. Những máy bay không người lái như vậy sẽ chỉ cần đào tạo người điều khiển ở mức hạn chế, có nghĩa là chúng sẽ dễ dàng được sử dụng hơn bởi nhiều binh sĩ hơn. Vùng chiến sự có thể trở thành một bãi chiến trường với các đội quân trên không khổng lồ chút xuống mọi khu vực trong phạm vi 20 km tính từ tiền tuyến. Theo ông Prodaniuk, máy bay không người lái thông minh có thể sẽ bắt đầu tràn ngập chiến trường trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Nga cũng đang nghiên cứu công nghệ này với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. Về phần mình, Ukraine đã cam kết sản xuất 1 triệu máy bay không người lái cỡ nhỏ vào năm 2024, mặc dù con số cuối cùng có thể còn cao hơn. Ukraine cũng đang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tấn công tầm xa, hơn 1.000 km, trong khi máy bay không người lái trên biển của nước này đã khiến 1 phần 3 hạm đội biển đen của Nga ngừng hoạt động. Nhưng phần lớn quá trình phát triển máy bay không người lái thông minh của Ukraine chủ yếu dựa vào huy động vốn từ cộng đồng. Với nguồn lực hạn chế của chính phủ Ukraine, việc huy động vốn từ cộng đồng vẫn đảm bảo một phần đáng kể máy bay không người lái được sử dụng ngay. Cho đến nay, có rất ít sự giúp đỡ từ các đồng minh của Ukraine trong lĩnh vực này. Một phần của vấn đề dường như là do bản thân các nước phương Tây đang chậm một hoặc hai thế hệ trong việc điều chỉnh và sản xuất vũ khí của mình để phù hợp với kỷ nguyên mới. Hầu như không có thành viên NATO nào có đơn vị máy bay không người lái trên không, trên bộ hoặc trên biển hoặc có năng lực chế tạo máy bay không người lái đáng kể. Chưa có nước nào theo bước Ukraine thành lập một lực lượng máy bay không người lái riêng trong quân đội với mục đích đào tạo hàng nghìn người điều khiển máy bay không người lái và thành lập các đơn vị máy bay không người lái ở hầu hết mọi lữ đoàn. Bình sĩ Hà đang được huấn luyện ở phương Tây đã rất ngạc nhiên khi thấy các giảng viên NATO chê bai việc sử dụng máy bay không người lái và không đưa ra bất kỳ khóa huấn luyện nào. Trong lúc phương Tây đang gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất đạn pháo, thì Nga vẫn cho thấy được khả năng sản xuất vũ khí ấn tượng của mình. Dây chuyền sản xuất vũ khí thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của Nga đã đạt được bước đột phá lớn liên quan đến việc sản xuất đạn pháo có trình độ chính xác cao, Krasnobol, Bước phát triển này không chỉ ở số lượng mà còn ở những tiến bộ về đặc tính của đạn dược. Thông tin này được công bố trong một chương trình có tựa đề Military Reception được phát sóng trên kênh truyền hình Zvda. Để làm sáng tỏ vấn đề này, ông Oleg Ryazantsev, tổng giám đốc công ty High Precision Complex Holding chia sẻ, trong thời gian quân đội Nga tham gia các hoạt động quân sự, ngành công nghiệp của đất nước đã đạt được thành công trong việc tăng sản lượng đạn Krasnobol lên gấp 20 lần được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố chỉ với một đòn tấn công. Krasnobol 152 mm là loại đạn pháo dẫn đường có độ chính xác rất cao. Độ chính xác của đạn có được là nhờ các thiết bị điều khiển khí động học có khả năng điều hướng cho viên đạn trong phần cuối của chuyến bay và căn chỉnh theo dấu laser của mục tiêu đã định. Đáng chú ý, quân đội Nga đang triển khai rộng rãi loại đạn dẫn đường Krasnobol trong kế hoạch quân sự. Việc chiếu sáng và chỉ thị mục tiêu cho những quả đạn này được thông qua các thiết bị chỉ định mục tiêu trên mặt đất và máy bay không người lái chẳng hạn như Oklan 30. Hiện tại, các lực lượng Nga đang được trang bị đạn pháo Krasnobol M2 phiên bản hiện đại hóa, một sản phẩm của Cục Thiết kế Quân khí. Theo các chuyên gia quân sự, quân đội Nga đã gia tăng việc sử dụng loại đạn đặc biệt này, đáng chú ý nhất là trong quân khu phía Bắc. Sự gia tăng này được cho là do các nhà máy Nga đã tăng tốc độ sản xuất lên đáng kể. Krasnobol M2 được thiết kế để bắn từ một khẩu pháo tiêu chuẩn, viên đạn có thể thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu nhờ được trang bị thiết bị dẫn đường gps và laser quá trình bắt đầu bao gồm việc nạp đạn vào nòng pháo và bắn nó theo hướng của mục tiêu bộ thu gps tích hợp trong đầu đạn sẽ hỗ trợ điều hướng tới mục tiêu đã định khi đạn pháo đến gần mục tiêu hệ thống dẫn đường bằng laser sẽ thay thế bộ thu gps để điều khiển hướng đi mục tiêu được chiếu sáng bằng tia laser và cảm biến tích hợp của đầu đạn sẽ thu giữ ánh sáng này điều chỉnh quỹ đạo để xác định chính xác nguồn ánh sáng Hệ thống Krasnobol m 2 được tăng cường hơn nữa nhờ tính năng cầu chỉ gần. Khi quả đạn đến gần đích, tính năng này sẽ kích nổ đầu đạn. Krasnobol m 2 hiện đại hóa được trang bị cầu trì tiên tiến, có khả năng kích hoạt các chế độ nổ trên không, tác động trực tiếp hoặc kích nổ chậm. Khả năng này cho phép lực lượng pháo binh tùy chỉnh chế độ tấn công của đầu đạn để phù hợp với tính chất của mục tiêu. Nhờ sự dẫn đường chính xác của hệ thống, các cuộc tấn công có độ chính xác cao được thực hiện ở khoảng cách lên tới 20 km do đó giảm thiệt hại phụ tiềm ẩn và tối đa hóa hiệu quả của pháo binh. Tiến sĩ Andrew Radin, một nhà khoa học chính trị có uy tín tại tổ chức RAND Corporation cho biết, đạn pháo Krasnobol M2 được xem là một tiến bộ vượt bậc trong công nghệ pháo binh của Nga. Một ý kiến bình luận khác do Samuel Charap, một nhà khoa học chính trị cấp cao tại tổ chức RAND Corporation đưa ra, Krasnobol M2 đại diện cho sự tiến bộ vượt trội của pháo binh Nga cả về tầm bắn và độ chính xác. Điều này thể hiện rõ ràng quyết tâm của Nga trong việc duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ quân sự. Vào tháng 11 năm ngoái, công ty quốc phòng Rostec của Nga đã tuyên bố nâng cấp đạn pháo Krasnobol M2, đồng thời từ chối chia sẻ thông tin cụ thể. Trong nỗ lực làm sáng tỏ những diễn biến này, nhà phân tích quốc phòng và biên tập viên của tạp chí Arsenal of the Fatherland Alexey Lenkov đã dự đoán những cải tiến có thể thực hiện được đối với loại đạn này. Hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia đang sử dụng đạn pháo 152mm, các quốc gia này không chỉ là những đối tác tiềm năng trong việc nhập khẩu đạn Krasnobol M2, mà còn được sản xuất loại đạn này theo giấy phép được mua. Lần đầu tiên hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không Panzer được triển khai trên tàu hải quân của Nga, bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow của quân đội Ukraine. Gần đây, ông Oleg Ryazantsev, giám đốc công ty cổ phần quốc phòng High Precision System Thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga đã xác nhận lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không hải quân Pantsir-M đánh chặn thành công tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow trên chiến trường Ukraine. Ông Gerasimov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Zvezda, kênh truyền hình chính thức của Bộ quốc phòng Nga, một tàu chiến Nga đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và đánh chặn kịp thời tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không Pantsir-M giành được thắng lợi trong kế hoạch quân sự. Ông Oleg Ryazantsev cho biết thêm, Storm Shadow là mẫu tên lửa hành trình tàng hình, là một loại vũ khí quan trọng mà phương Tây cung cấp và đang được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, với thiết kế đặc biệt, hệ thống Panzer có đủ khả năng để chống lại loại mối đe dọa này. Theo Sputnik, ông Ryazantsev không nói rõ chi tiết vụ việc, kể cả thời điểm bắn hạ tên lửa Storm Shadow và danh tính của chiếc tàu chiến Nga có liên quan. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ phương Tây, Hạm đội Biển Đen của Nga chỉ có tàu tên lửa cỡ nhỏ T-Siklon Lokarakut là tàu chiến duy nhất được trang bị hệ thống phòng không Pantsir-M. Nga phát triển hệ thống Pantsir-M vào năm 2017 và bắt đầu trang bị trên các tàu chiến đóng mới kể từ năm 2020. Các tàu thuộc dự án 22800 của T-Siklon đã trở thành tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nga được trang bị hệ thống phòng không mới. Hệ thống phòng không Hải quân Pantsir-M do cục thiết kế kỹ thuật. Sipunov phát triển vào năm 2017. Panzer M là biến thể hải quân của hệ thống pháo phòng không kết hợp tên lửa đất đối không tự hành trên mặt đất Panzer. Hệ thống Panzer M hoạt động theo nguyên tắc giống Panzer trên mặt đất, nhưng được trang bị thêm các thiết kế riêng để tối ưu hóa cho các điều kiện hải quân và để đối phó với các mối đe dọa trên biển. Phiên bản Panzer M trang bị cho tàu chiến là hệ thống phòng thủ điểm CIWS được thiết kế để chống lại các phương tiện tấn công đường không hiện đại như máy bay không người lái UAV, máy bay, tên lửa chống radar, tên lửa chống hạm, tên lửa dẫn đường và các phương tiện khác của đối phương. Những tên lửa của hệ thống Panzer M có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 20 km và ở độ cao 15 km. Ngoài ra, Panzer M cũng có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước, bao gồm tàu thuyền và thủy lôi. Panzer M được trang bị 8 tên lửa Sham, ZAMESKA, tức Hermeska, ở hai bên của hệ thống. Ngoài ra còn có các thiết bị điều khiển, liên lạc và chuyển dữ liệu phức hợp được tích hợp. Vũ khí phụ của Panzer M gồm hai pháo xoay AO-18KD 30 x 165mm, cỡ nòng 30mm, tầm bắn lên tới 5km và tốc độ bắn 10.000 phát một phút, có thể chống lại các mục tiêu ở cự ly xa 4km và ở độ cao lên tới 3km. Pháo AO-18KD là một biến thể của pháo tự động phòng không 6K30 GSH do Liên Xô chế tạo đã được thử nghiệm và đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào giữa năm 1960. Panzer M có thể hạ cùng lúc 4 mục tiêu với hỏa lực gồm 12 tên lửa và 1.400 viên đạn. Hệ thống phòng không này được trang bị thêm một thiết bị nạp đạn tự động đặt dưới bong tàu. Hiện nay, Panzer M là hệ thống phòng không hải quân duy nhất trên thế giới kết hợp tên lửa, pháo phòng không sử dụng mô đun chiến đấu và hệ thống điều khiển quang học radar, giúp hệ thống có khả năng tìm kiếm mục tiêu tự động, lựa chọn và bắn mục tiêu có giá trị. Tổ hợp này có thời gian phản ứng từ 3 đến 5 giây và có thể bắn trúng mục tiêu bay với tốc độ lên tới 1.000 m một giây. Ngoài ra, radar mảng pha trang bị trên tàu có khả năng phát hiện mục tiêu ước tính lên tới 75 km, hỗ trợ rất tốt cho hệ thống Pencer M phản ứng. Hệ thống phòng không Pencer M có trọng lượng nặng khoảng 7.100 kg, bao gồm cả đạn dược, rất phù hợp để triển khai trên các tàu nhỏ, chẳng hạn như dòng tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Karakurt thuộc dự án 22800 của Nga có lượng dãn nước 870 tấn. Hải quân Nga có kế hoạch trang bị Pencer M cho tất cả các tàu chiến mới từ tàu hộ tống tên lửa đến tàu tuần dương, đồng thời nâng cấp hệ thống này cho các tàu hiện có trong quá trình hiện đại hóa. Theo dự kiến, PEN-CM sẽ dần thay thế COTIC, hệ thống SAM pháo tự động kết hợp của Liên Xô. Tuy cũng được trang bị pháo quay AO-18K, nhưng SAM 9M311-1 có tầm bắn ngắn hơn, chỉ vào khoảng 10 km. Trong chuyến thăm Washington ngày 11 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định vai trò không thể thiếu của Mỹ trong các vấn đề thế giới, đặc biệt là Ukraine, đồng thời cảnh báo sự sụp đổ của Ukraine có thể gây ra cuộc khủng hoảng mới ở Đông Á. Ông cho biết, Tokyo cũng đang tiến hành nâng cấp quân sự mang tính lịch sử để hỗ trợ đồng minh của mình. Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh khoản viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bế tắc trong nhiều tuần qua vì Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa Mike Johnson cương quyết bác bỏ. Ông nói, nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Bao lâu nữa, hy vọng của Ukraine sẽ sụp đổ dưới sự tấn công dữ dội từ Moscow. Nếu không có sự hiện diện của Mỹ, mất bao lâu nữa, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ phải đối mặt với những thực tế thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Theo ông Kishida, thế giới đang ở một bước ngoặt lịch sử với tự do và dân chủ bị đe dọa. Các nước mới nổi nắm giữ nhiều quyền lực kinh tế hơn và biến đổi khí hậu cũng như những bước tiến nhanh chóng về trí tuệ nhân tạo đang làm ảnh hưởng cuộc sống. Dù vậy, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng thách thức lớn nhất đối với thế giới là từ Trung Quốc. Theo ông, lập trường đối ngoại và các hành động quân sự hiện nay của Trung Quốc đặt ra thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có, không chỉ đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản, mà còn đối với hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế nói chung. Ukraine hôm nay có thể là Đông Á ngày mai. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng đã công bố kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự chung và một hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhằm củng cố kết nối liên minh song phương chặt chẽ này. Theo truyền thông quốc tế, trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, hai bên đã tập trung thảo luận về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Ukraine và cuộc xung đột ở Gaza. Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng sau hội đàm, Tổng thống Biden nhận định đây là bước nâng cấp quan trọng nhất trong liên minh của chúng tôi kể từ khi được thiết lập. Theo ông Biden, quân đội hai nước sẽ hợp tác theo cơ cấu chỉ huy chung và hai nước sẽ cùng với Australia phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa phòng không mới Hai nhà lãnh đạo cũng thông báo rằng các phi hành gia Nhật Bản sẽ tham gia các sứ mệnh lên mặt trăng của NASA. Về phần mình, Thủ tướng Kishida cho biết hai bên cũng thảo luận về mối quan hệ căng thẳng trên trường quốc tế, đồng thời cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Ông Kishida tuyên bố, những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc là hoàn toàn không thể chấp nhận được, dù ở bất kỳ đâu. Nhật Bản thường được mô tả là đồng minh châu Á quan trọng nhất của Mỹ và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Mỹ, đang tăng cường vai trò toàn cầu sau một loạt sửa đổi về luật an ninh trong thập kỷ qua dẫn đến việc thay đổi hiến pháp hòa bình của nước này. Video do lữ đoàn Azov Ukraine đăng cuối tuần trước về cuộc phục kích lực lượng Nga gần làng Terni ở tỉnh Donetsk có cảnh một chiếc xe tăng T-72B3M bị bỏ lại. Trên nóc chiếc xe chất đầy các thiết bị gây nhiễu ghép nối với nhau thành hệ thống tác chiến điện tử theo kiểu quái vật Frankenstein. Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Sergei Flash nhận định nó giống thứ gì đó trong bộ phim Mad Max vậy. Hệ thống tác chiến điện tử chỉ hoạt động khi có nguồn điện, song không phải xe tăng nào của Nga cũng có nguồn phụ, đặc biệt là các dòng đời cũ như T-72B3M. Điều này đồng nghĩa nếu xe tăng tắt động cơ, thiết bị gây nhiễu cũng sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tổ vận hành chiếc T-72B3M đã có giải pháp ứng phó. Flash cho biết họ lắp sẵn máy phát và ắc quy để vận hành tổ hợp này. Trong cuộc phục kích, lực lượng Ukraine đã triển khai hàng loạt thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, drone, FPV tập kích đoàn xe Nga, song gặp nhiều khó khăn trước hệ thống tác chiến điện tử quái vật Frankenstein của đối phương. Chuyên gia Ukraine viết trên Telegram rằng, dù hoạt động trên nhiều tần số khác nhau, drone FPV của chúng tôi dụng như sung bởi chiếc xe tăng được gắn quái vật tác chiến điện tử này. Dù vậy, nó cũng không thể cứu được chiếc xe. Lực lượng Ukraine không tiết lộ đã sử dụng phương pháp nào để vượt qua hàng rào tác chiến điện tử trên cỗ xe tăng quái vật của Nga. Theo chuyên gia quân sự David Hamblin của Forbes, Kiev có thể đã triển khai một số dòng drone FPV có khả năng kháng nhiễu như loại sử dụng dây cáp để liên lạc với tổ vận hành thay vì tín hiệu vô tuyến không dây hoặc loại có khả năng nhắm mục tiêu tự động mà không cần người điều khiển. Trước đó, tờ Masino Stratel, ấn phẩm chính thức của nhà sản xuất quốc phòng Uran Vagonzarot thuộc tập đoàn Rostec gần đây, đã đăng tải thông tin xe tăng Nga đã được bổ sung thiết bị tác chiến điện tử tiêu chuẩn để chống lại máy bay không người lái UAV của đối phương. Tờ Masino Stratel đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, một loạt nhiệm vụ sản xuất mới là đổi mới kỹ thuật thiết bị của xe bọc thép, cụ thể là giảm lắp đặt các thiết bị đặc trưng. Thay vào đó, xe bọc thép được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để chống lại máy bay không người lái. Ngoài ra, Uran và Gonzarot đã thực hiện đầy đủ kế hoạch mua sắm quốc phòng trong 3 tháng đầu năm nay. Tờ Masinos cho theo nhấn mạnh, lực lượng lao động của doanh nghiệp tiếp tục làm việc suốt ngày đêm, cung cấp cho quân đội những thiết bị chiến đấu tiên tiến nhất. Uran và Gonzarot thực hiện tất cả các mục tiêu sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả tối đa. Theo hãng tin TASS, tính đến năm 2023, Uran và Gonzarot là nhà sản xuất xe tăng duy nhất cho lực lượng vũ trang Nga. Uran và Gonzarot đã nâng cấp xe tăng T-72 và T-80 và sản xuất T-90 với một số sửa đổi. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho hai đơn vị nhà nước là tập đoàn vũ trụ Roscosmos và tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom phân bổ kinh phí cho việc tạo ra năng lượng hạt nhân vũ trụ trước ngày 15 tháng 6. Thông tin trên Zotas, một hãng thông tấn nhà nước của Liên bang Nga đăng tải và được đưa ra sau cảnh báo của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby rằng Nga đang phát triển năng lực chống vệ tinh có thể được triển khai trong không gian. Mặc dù vào thời điểm đó, ông Kirby không xác nhận liệu vũ khí chống vệ tinh có bất kỳ thành phần hạt nhân nào hay không, nhưng ABC News đưa tin tình báo Mỹ phát hiện Nga đang tìm cách đưa vũ khí hạt nhân vào không gian để sử dụng chống lại vệ tinh. Một quan chức Mỹ cũng nói với tờ The Washington Post rằng Moscow đang thử nghiệm cách sử dụng vụ nổ hạt nhân hoặc các phương pháp khác để bắn hạ vệ tinh. Theo tạp chí Newsweek ngày 12 tháng 4, chỉ thị mới của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về năng lượng hạt nhân vũ trụ không có bất kỳ đề cập nào đến vũ khí hạt nhân hoặc thiết bị chống vệ tinh. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hồi tháng 2 nói rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác trong không gian sẽ vi phạm hiệp ước kéo dài hàng thập kỷ. Hiệp ước mà Kirby nhắc đến là một thỏa thuận được Mỹ và Liên Xô cũ ký năm 1967. Cầm bố trí vũ khí hạt nhân – hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian. Hơn một năm sau khi phát động kế hoạch quân sự nhằm vào Ukraine, vào hôm 28 tháng 2 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược New START. Đây là hiệp ước cuối cùng còn lại với Mỹ nhằm hạn chế kho vũ khí hạt nhân. Trước đó, Mỹ và các đồng minh từng chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng cho việc Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân trong tương lai. Một quan chức cấp cao của Mỹ đã làm rõ những lo ngại của chính quyền Washington – Ông nói với CNN rằng, sự lo lắng của chúng tôi không chỉ là giả thuyết, nó còn dựa trên một số thông tin mà chúng tôi thu thập được. Vì vậy, chúng tôi đã lập kế hoạch cẩn thận để đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng, trong trường hợp kịch bản không thể tưởng tượng trở thành sự thật. Các cơ quan tình báo phương Tây tiết lộ rằng, các quan chức Nga hiện từng công khai dự tính một cuộc tấn công hạt nhân trong các cuộc trò chuyện của họ. Mỹ đã đối phó bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác để chuẩn bị cho một tình huống tấn công hạt nhân tiềm tàng của Nga và cảnh báo Moscow về những hậu quả tiềm ẩn của một cuộc tấn công như vậy. Việc Nga ngừng tham gia New Start được Tổng thống Putin tuyên bố hôm 21 tháng 2 trong thông điệp liên bang đọc trước quốc hội vì Moscow không có cơ hội tiến hành các cuộc thanh sát chính thức theo thỏa thuận này. Trong bản tin đưa ra hôm ngày 11 tháng 4, TASS lưu ý rằng các mệnh lệnh gần đây của Tổng thống Putin được đưa ra sau cuộc họp với các bộ trưởng nội các Nga. Tại đó họ được chỉ thị bắt đầu từ năm 2024, ngân sách liên bang sẽ phân bổ số tiền cần thiết để thực hiện các biện pháp phục vụ cho dự án phát triển năng lượng hạt nhân vũ trụ ở Nga. Tổng thống Liên bang Nga nói thêm rằng, chính phủ nên đặc biệt chú ý đến việc thực hiện các biện pháp phát triển cơ sở khoa học và kỹ thuật hiện có trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vũ trụ. Hồi tháng 3, ông Putin đã nói về việc đưa một tổ máy điện hạt nhân vào không gian là ưu tiên hàng đầu của Nga. Theo AFP đưa tin, ngày 11 tháng 4, Ukraine đã khánh thành đại sứ quán tại bờ biển Nga một ngày sau khi nước này triển khai sự kiện tương tự ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, phát biểu tại lễ khánh thành đại sứ quán Ukraine tại Abidjan, thủ đô kinh tế của bờ biển nga, thứ trưởng ngoại giao Ukraine Maxim Shukh chia sẻ: "Một trang sử rực rỡ mới đang được viết nên trong quan hệ giữa Ukraine, Châu Phi và Ukraine bờ biển nga. Theo ông, các đại sứ quán mới là kết quả từ chỉ thị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky." nhằm mở rộng quy mô hiện diện ngoại giao của Kyiv ở Châu Phi. Đề cập xung đột ở Ukraine, ông Schubert bày tỏ cuộc xung đột này có vẻ còn rất xa, nhưng giá lương thực tăng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu gia đình Châu Phi. Ông cảm ơn quốc gia Châu Phi đã ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là bằng hành động bỏ phiếu thông qua các nghị quyết quan trọng tại Liên hợp quốc. Quan chức ngoại giao Ukraine dự kiến đến thăm Ghana, Mozambique, Botswana và Rwanda để khánh thành các đại sứ quán khác trong những tuần tới. Trong khi đó về phía Moscow, cùng ngày, đài truyền hình quốc gia Niger RTN đưa tin các huấn luyện viên quân sự và nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga đã đến quốc gia Tây Phi khi phát sóng cảnh quay một máy bay quân sự đang dỡ hàng trước sự chứng kiến của binh sĩ quân đội. Một người đàn ông mặc đồng phục dàn di dấu danh tính được cho là huấn luyện viên của Nga cho biết Chúng tôi đến đây để huấn luyện quân đội Niger và phát triển hợp tác quân sự giữa Moscow và Niamey cũng theo RTN, Nga đã đồng ý lắp đặt hệ thống phòng không ở Niger. Động thái này là một dấu hiệu cho thấy Niger đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, tương tự các nước láng giềng do chính quyền quân sự lãnh đạo trong khu vực. Phía Moscow chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên. Nga đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi, tự quảng bá hình ảnh là quốc gia thân thiện, không có nền tảng thuộc địa tại châu lục này. Sự xuất hiện của các huấn luyện viên người Nga diễn ra sau quyết định của Niger hồi giữa tháng 3 về việc hủy bỏ hiệp định quân sự với Mỹ. Trước đó hồi đầu tháng 2, truyền thông Ukraine tiết lộ lực lượng đặc nhiệm thi mua của nước này đang tham chiến tại Sudan, quốc gia nhiều bất ổn tại khu vực Bắc Phi. Trong video được Kiev Post công bố, đặc nhiệm Ukraine phục kích đoàn xe quân sự, hạ một số tay súng, thu phủ hiệu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga và bắt ít nhất 3 người làm tù binh. Khi bị đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, HUR thẩm vấn, một người trong số đó khai bằng tiếng Nga rằng mình là thành viên Wagner. Người này cho hay nhóm có khoảng 100 người được triển khai từ Cộng hòa Trung Phi, CR, đến Katoum với nhiệm vụ tham gia kế hoạch lật đổ chính quyền ở Sudan. Nga trong khoảng thời gian đó cũng không chịu kém cạnh khi Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết Moscow đã hoàn thành sáng kiến vận chuyển 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới 6 quốc gia châu Phi, như Tổng thống Vladimir Putin đã hứa vào tháng 7 năm 2023. Nga đã vận chuyển 50.000 tấn đến mỗi nước, Somali và Cộng hòa Trung Phi và 25.000 tấn đến mỗi nước Mali, Burkina Faso, Zimbabwe và Eritrea. Bộ trưởng Patrushev báo cáo với ông Putin trong một cuộc họp. Theo điện Kremlin, ông thông báo: "Chúng ta đã hoàn thành việc giao lúa mì cho 6 quốc gia nghèo nhất trên lục địa châu Phi. Chúng ta đã chuyển tổng cộng 200.000 tấn ngũ cốc đến lục địa châu Phi dưới dạng viện trợ nhân đạo." Theo Reuters, Giám đốc FBI Christopher Wray nói với các nhà lập pháp trong phiên điều trần ở Hạ viện Mỹ về ngân sách ngày 11 tháng 4 rằng khi nhìn lại sự nghiệp thực thi pháp luật của mình, tôi sẽ khó có thể nghĩ đến thời điểm mà rất nhiều mối đe dọa đối với an toàn công cộng và an ninh quốc gia của chúng ta lại tăng cao cùng một lúc. Nhưng đó lại là câu chuyện khi tôi ngồi đây. Vụ tấn công ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3 đã trở thành vụ tấn công kinh hoàng nhất ở Nga trong 20 năm một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Theo ông Bray, các nhóm tấn công nước ngoài gồm IS, Ankara và nhánh ủng hộ họ đã tiếp tục kêu gọi tấn công vào cộng đồng Do Thái tại Mỹ và trên khắp phương Tây trong các tuyên bố và chiến dịch tuyên truyền. Ông Bray nói thêm rằng FBI đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tấn công có tổ chức từ các nhóm khủng bố như IS-ISK, nhánh của tổ chức IS. Ông nói mối đe dọa khủng bố nước ngoài và khả năng xảy ra cuộc tấn công có tổ chức tại Mỹ giống như IS-ISK đã làm ở Nga trước đó ngày càng đáng lo ngại. Cảnh báo của người đứng đầu FBI đưa ra sau khi giới chuyên gia dự đoán IS sẽ nỗ lực tấn công vào Mỹ. Tướng Mỹ về hưu Frank McKenzie nói trên chương trình This Week của ABC News rằng chúng ta nên tin vào những gì họ nói, họ sẽ cố gắng làm điều đó. Người đứng đầu FBI đề nghị bảo toàn mục 702 trong Đạo luật Giám sát Tình báo nước ngoài cho phép Mỹ thu thập thông tin liên lạc của người không phải công dân Mỹ ở nước ngoài nhắn tin trên nền tảng có trụ sở tại Mỹ mà không cần xin phép. Mục 702 dự kiến được Hạ viện xem xét phê duyệt lại trong tuần này. Ông nói, hậu quả của việc tự chói tay chúng ta không chỉ đơn giản là giả thuyết. Không chỉ Mỹ lo lắng sẽ bị tấn công mà các nước châu Âu cũng chung nỗi lo tương tự. Trước đó một quan chức an ninh Đức tiết lộ, chúng tôi thấy rằng các tay súng hồi giáo cực đoan đang tìm cách xâm nhập vào Đức qua Ukraine dưới vào bọc người tị nạn từ mùa đông năm 2022. Một nhân viên cơ quan an ninh cho biết, chỉ riêng ở Đức đã có hơn 50 người trong diện tình nghi, hầu hết sống ở xung quanh khu vực gần nhau, chúng hoạt động một cách cực kỳ bí mật. Về phần mình, Pháp cũng đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ tấn công khủng bố ở Nga. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ trên mạng xã hội X. Thủ tướng Pháp Atan cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Nga và trong bối cảnh những mối đe dọa về an ninh mà nước Pháp đang phải đối mặt. Pháp đã phải tăng cường các biện pháp an ninh kể từ sau loạt vụ tấn công vào tháng 1 năm 2015. Chính phủ Pháp phản ứng bằng cách tiến hành chiến dịch Sentinel, trong đó có việc triển khai binh sĩ có vũ trang để tuần tra thủ đô nước Pháp. Hội đồng An ninh Quốc gia Tây Ban Nha CSN cũng cảnh báo rằng EU đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự và trực tiếp về các mối đe dọa khủng bố gia tăng do các cuộc xung đột ở Gaza và Ukraine. Các chuyên gia CSN nêu trong báo cáo rằng mối đe dọa chính đối với an ninh châu Âu đến từ các nhóm khủng bố IS và Ankara. Theo đài Sputnik của Nga, quân đội Israel đã tăng cường làm nhiễu tín hiệu GPS trên khắp đất nước như một động thái chuẩn bị cho sự trả đũa tiềm tàng từ Iran hoặc các lực lượng dân quân dòng CIA sau vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria khiến một số tướng lĩnh cấp cao lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Tuy nhiên, hãng tin Fars dẫn một nguồn tin trong IRGC cho biết không có tên lửa nào được chế tạo ở Iran trong 12 năm qua sử dụng hệ thống định vị quốc tế, bao gồm hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Ông Konstantin Shipkov, thành viên Viện Hàn lâm khoa học tên lửa và pháo binh Nga, đồng thời là tiến sĩ khoa học quân sự cho biết tuyên bố của Iran hoàn toàn không phải là cường điệu. Ông nhấn mạnh đến thực tế là tên lửa Tomahawk đầu tiên do Mỹ sản xuất đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác trước khi hệ thống định vị toàn cầu GPS đi vào hoạt động. Chuyên gia Sipkov nói với Sputnik rằng, có một hệ thống định vị được người Mỹ gọi là TERCOM hay được biết đến là khớp đường viền địa hình. Nó hoạt động như thế nào? Tên lửa bay bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển. Khi đến gần một địa điểm điều chỉnh nhất định, tên lửa này sẽ bật máy đo độ cao vô tuyến RALT nó đi sát địa hình bằng máy đo độ cao vô tuyến, cho phép nó chụp ảnh địa hình ở một độ cao nhất định. Sau đó hệ thống điều khiển trên Tomahawk sẽ đối chiếu địa hình mà nó chụp được với địa hình cài đặt trong tên lửa này và xác định vị trí mục tiêu của tên lửa với độ chính xác đến vài mét. Ông Sipkov giải thích thêm, sau đó tên lửa cơ động hướng tới mục tiêu đã chỉ định và bay xa hơn đến địa điểm điều chỉnh tiếp theo. Có khoảng 2 hoặc 3 địa điểm điều chỉnh như vậy, nên đảm bảo tên lửa này phải di chuyển với độ chính xác rất cao vào khu vực mục tiêu trong khu vực mục tiêu, tên lửa bay lên một chút và sau đó, với sự trợ giúp của trạm radar hoặc sự hỗ trợ của quang điện tử, nó sẽ chụp ảnh khu vực, sau đó nó so sánh với hình ảnh của khu vực được ghi sẵn, xác định đối tượng phải đánh với độ chính xác rất cao và tấn công vào nó. Độ chính xác của đòn đánh trong trường hợp này có xác suất sai số bán kính là 5 đến 10 mét. Chuyên gia Sipkov cho biết thêm, khi GPS bắt đầu hoạt động vào những năm 1990, quân đội Mỹ đã sử dụng nó để điều chỉnh quỹ đạo của tên lửa trong trường hợp có những thay đổi khẩn cấp về nhiệm vụ, mục tiêu và vị trí. Theo vị chuyên gia này, GPS cho phép bộ điều khiển thực hiện các điều chỉnh đối với nhiệm vụ của tên lửa trong khi hệ thống TERCOM sử dụng dữ liệu được tải lên ban đầu. Ông Sipkov giải thích, tuy nhiên hệ thống TERCOM vẫn tồn tại và Iran sử dụng nó. Chúng tôi cũng sử dụng hệ thống như vậy, điều này khá khả thi và người Mỹ có tên lửa như vậy. Ví dụ Tomahawk có cả hai hệ thống điều khiển chuyến bay GPS và Tercom. Theo chuyên gia này, tên lửa do Iran sản xuất sử dụng Tercom có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu. Ông Sipcop nói, đồng thời đề cập đến chiến dịch Soleimani tử vì đạo của Tehran vào ngày 8 tháng 1 năm 2020. Độ chính xác của tên lửa Iran phóng để đáp trả vụ ám sát tướng Qasem Soleimani là 10 đến 15 m xét về xác suất sai số vòng tròn. Đây là kết quả tuyệt vời đối với tên lửa đạn đạo tầm trung Kết quả này tương đương với Iskander của chúng tôi. Khi đó trả thù cho cái chết của tướng Soleimani, quân đội Iran đã bắn khoảng 12 tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Al-Assad ở tỉnh Al-Anba phía tây Iraq cũng như một căn cứ không quân khác ở Abin, nơi có quân nhân Mỹ làm việc. Theo báo chí Mỹ, không có lính Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc tấn công. Trước đó, tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của IRGC, bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khi ông đang di chuyển từ sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Cuộc tấn công đáp trả của Iran phần lớn mang tính biểu tượng, với việc Ngoại trưởng Iran lúc đó là Mohammad Javad Zarif nói rằng Tehran không tìm cách gia tăng hay chiến tranh nhưng sẽ tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn nào. Gần đây, một cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Damas đã khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có tướng Mohammad Reza Jahedi, một chỉ huy của lực lượng Quds và cấp phó của ông, tướng Mohammad Hariahimi và năm sĩ quan khác. Mặc dù Israel không chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng đây được xem là một trong những hoạt động chiến tranh bóng tối của Tel Aviv. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi tuyên bố rằng cuộc tấn công sẽ không thể không có đòn đáp trả. Mới đây, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri, đề xuất thành lập lực lượng Hồi giáo thống nhất, bao gồm quân đội từ các quốc gia Hồi giáo để đối đầu với Israel. Trả lời phỏng vấn trang tin Al-Mazadeen của Liban, chuẩn đô đốc Tangsiri nhấn mạnh, thành lập liên minh Hồi giáo là cách duy nhất để đối phó Israel. Về vụ việc này, thảo luận với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan khẳng định, đất nước của ông sẽ không chấp nhận một cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ quốc gia, đồng thời cam kết bảo đảm an toàn cho công dân và sẵn sàng đáp trả thích đáng nếu bị tấn công trực tiếp. Trong khi đó, tờ FCMB đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi người đồng cấp Trung Quốc vừa nghị và những người đồng cấp khác sử dụng ảnh hưởng để ngăn cản Iran tấn công Israel. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, ông Blinken đã điện đàm với ông Vương Nghị cùng những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ả Rập Xê Út và châu Âu hôm ngày 10 tháng 4 để làm rõ leo thang không có lợi cho bất kỳ ai và các nước nên thúc giục Iran không leo thang. Mỹ nhiều lần công khai kêu gọi Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông, bao gồm cả hành động gây áp lực lên Iran, quốc gia ủng hộ Hamas. Ngược lại, phía Bắc Kinh chỉ trích Washington đứng về phía Israel. Trong khi đó, các nguồn tin Iran cho biết Tehran đã báo hiệu cho Washington rằng nước này sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel ở Syria theo cách tránh leo thang lớn và sẽ không hành động vội vàng. Theo Reuters, thông điệp trên của Iran được Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian chuyển đi trong chuyến thăm Oman vừa qua. Oman là quốc gia thường đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về bất kỳ thông điệp nào từ Iran, nhưng cho biết Mỹ đã liên lạc với Iran để nói rõ rằng nước này không liên quan đến cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran tại Damas, Syria và Washington không muốn xung đột lan rộng ở Trung Đông. Mặt khác, một nguồn tin quen thuộc với tình báo Mỹ cho biết, Iran đã nói rõ ràng rằng Phản ứng của nước này đối với cuộc tấn công ở Damascus sẽ có kiểm soát, không làm gia tăng căng thẳng và có kế hoạch sử dụng lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để tiến hành một số cuộc tấn công vào Israel. Các nhà phân tích cho hay, thông điệp ngoại giao trên chỉ ra cách tiếp cận thận trọng của Iran khi nước này cân nhắc cách đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự của Tehran tại Damascus Syria theo cách ngăn chặn Israel tiếp tục các hành động như vậy và tránh gia tăng căng thẳng quân sự có thể lôi kéo Mỹ vào cuộc. Một quan chức Mỹ cho hay, Mỹ dự báo Iran sẽ tấn công Israel nhưng cuộc tấn công này sẽ không đủ lớn để Washington bị lôi kéo vào cuộc đối đầu giữa hai quốc gia này. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!